Thưa quý vị, trạm thu phí trước hầm Thủ Thiêm về phía quận 2 sẽ được tháo dỡ sau 6 năm bỏ hoang. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tiến hành tháo dỡ trạm thu phí qua hầm vượt sông Sài Gòn. Các thiết bị thu hồi sẽ được dùng để phục vụ công tác chuyên môn của sở. Sở Giao thông Vận tải cho biết dự kiến sẽ tháo dỡ trạm thu phí trước Tết Nguyên đán năm 2018. Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn vốn duy tu hàng năm của sở. Trung tâm Quản lý Đường hầm sông Sài Gòn đảm nhiệm việc xây dựng phương án tháo dỡ. Trạm thu phí được xây dựng cùng với hầm Thủ Thiêm, hoàn thành vào năm 2011. Nguồn thu từ trạm dùng để duy tu, bảo trì hầm. Sau đó, chính phủ có chủ trương thu phí sử dụng đường bộ, nên phí bảo trì hầm được lấy từ nguồn thu này. Trạm đã dừng hoạt động suốt 6 năm nay. Trước tình trạng hầm Thủ Thiêm thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm do lượng xe máy tăng đột biến trong nhiều tháng qua, sở đã giao trung tâm quản lý cho lực lượng túc trực ở hai đầu hầm 24/24, tăng làn đường vào hầm và hướng thoát khỏi hầm cho xe máy. Cho xe máy đi vào làn ô tô khi xảy ra ùn tắc, bổ sung một số biển cấm để phân luồng lại giao thông. Do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Đô thị thành phố chưa hoàn thành quyết toán dự án xây dựng đại lộ Đông Tây, nên Sở Giao thông Vận tải chưa đủ thẩm quyền xử lý các tài sản thuộc trạm thu phí. Sở đã đề xuất thành phố cho phép tháo dỡ trạm làm thông thoáng lối ra vào hầm.